rồi chào bạn, giờ mình coi con xe 07 các bạn, Hitachi UH07 và là xe các bạn đang chạy vô để cẩu mấy cái cột bê tông lên nha bạn. Điện với điện kìa. Đổ giờ cột bê tông xuống mấy xong các bạn. Rồi anh tài xế leo lên buộc dây điện các bạn. Đánh vào cái chữ tìm kiếm đánh vậy, một tấm quyền tay là tự động lên. Dạ dạ. Vậy là im rồi đó. Ừ, vậy là im rồi đó. Im rồi đó. Mà đu mà xử ở Đức nhá. Về Đức đó. Không Đức đâu. Dạ, nó còn 16 kg. Cùng vậy đó, cái đầu đó nó đèo một Đức á, cần đâu. Về vậy Đức. Cáp thì động á. Ờ, coi anh tài xế buộc dây điện để dễ làm nha các bạn. Dạ. Nó giờ tách mi ra cái trụ bê tông, cột bê tông ra nha các bạn. Thank you.
Nó giờ cái cột này 9 mét nha các bạn. Bảy mét. Cây này 9 mét các bạn ơi. Ồ, dây điện chậm chết luôn. Nó giờ cột xuống mé sông nha các bạn.